Mời quý vị khán giả cùng báo Tây Ninh Online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019. Trong tuần qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh xảy ra một số vụ việc đáng chú ý như sau. Công an các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 2 vụ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, 6 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ 15 đối tượng có hành vi tham gia đánh bạc, 7 vụ 17 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ 3 đối tượng lưu hành tiền giả. Điển hình như sau. Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 38 tuổi, ngụ tại ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Tân Châu về hành vi trộm cắp tài sản. Vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 10, Công an huyện Tân Châu nhận tin báo từ Công an xã Tân Hòa. Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất trộm xe mô tô biển số 52F69194 của anh Lâm Phi L, 26 tuổi, ngụ tại ấp Cây Khế, xã Tân Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng Tuyết Trinh đang điều khiển chiếc xe mô tô mà anh L bảo mất, đi từ hướng xã Tân Hòa ra xã Xuân Ngô nên tiến hành kiểm tra bắt giữ. Bước đầu làm việc, Trinh thừa nhận mình lấy trộm chiếc xe này của anh L, đồng thời khai nhận đang sống chung cùng với 6 đối tượng khác tại một nhà trọ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Sau nhiều giờ truy tìm, đến khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 10, công an đã mời 6 đối tượng trên gồm Lợi, Tuyền, Nhí, Quyền, Trắng, Trọng về trụ sở làm việc và thu giữ thêm 5 chiếc xe mô tô mà các đối tượng đã trộm trước đó. Được biết, Trinh là đối tượng mê cờ bạc nên thường xuyên qua casino ở Campuchia để đánh bạc. Thời gian gần đây, Trinh tìm gặp những trẻ em vị thành niên sống lang thang hoặc những người di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống ở xã Tân Thành, rồi thuê nhà trọ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đưa họ về cùng ở trọ cho ăn uống và vay tiền. Sau nhiều ngày khi số tiền đã vay kha khá, Trinh sẽ đòi lại số tiền mà họ đã mượn. Do không có tiền trả nợ, nên cả nhóm cùng nhau đi rảo quanh các tuyến đường để trộm xe mô tô. Khi trộm được xe, chúng đem về nhà trọ cất giấu. Sau đó, Trinh sẽ cùng với Lợi, Nhí mang xe đi tiêu thụ. Số tiền bán xe được, Trinh trừ vào tiền nợ, số còn lại sẽ được chi vào ăn uống hàng ngày của nhóm. Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 8 đến ngày bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe gắn máy ở các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu và Gò Dầu. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Châu cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng vì hành vi lưu hành tiền giả. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1990, ngụ tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Trần Bình Trọng, sinh năm 1989, ngụ tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu và Nguyễn Tấn Đẩu, sinh năm 1991, ngụ tại xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, anh S, ngụ tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, đến công an xã trình báo và giao nộp 4 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng mà anh vay của Nguyễn Phi Hùng. Anh S khai nhận đã vay 500.000 đồng của Hùng, lúc đó Hùng đưa cho anh S 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng, còn lại 100.000 đồng Hùng trừ vào tiền lãi. Khi nhận tiền, anh S không kiểm tra, đến tối cùng ngày khi có việc cần xài đến nó, thì anh S mới phát hiện 4 tờ tiền trên có những dấu hiệu khác lạ và lại cùng có số series nên nảy sinh nghi ngờ nên báo công an. Vụ việc này được chuyển đến công an huyện Tân Châu, ngay lập tức lực lượng công an truy tìm Hùng để làm rõ. Qua làm việc, Hùng khai nhận do có quen biết với Đẩu nên Hùng liên lạc để tìm mua tiền giả, mục đích bán kiếm lời. Qua giới thiệu của Đẩu, Hùng được một đối tượng đồng ý bán tiền giả với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả. Sau đó, đối tượng Hùng lấy 3 triệu tiền thật mua tiền giả, trong đó có các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng. Sau khi mua được tiền giả, trên đường về lại thị trấn Tân Châu, Hùng sử dụng tiền giả để mua vé xe và liên lạc với Trần Bình Trọng, rủ đi mua ma túy về sử dụng và còn cho trộm tiền giả tiêu xài, đổ xăng. Sau đó, Hùng mang số tiền giả còn lại về nhà cất giấu. Qua khám xét chỗ ở của Hùng, công an thu giữ 51 tờ giấy bạc mệnh giá 100.000 đồng, 2 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, 23 tờ giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng. Tổng số tiền giả thu được là 7 triệu 250.000 đồng. Đặc biệt những tờ tiền giả này đều có cùng số series. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Châu phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh, công an huyện Hòa Thành truy tìm bắt giữ đối tượng Đẩu. Tại cơ quan công an, Đẩu thừa nhận hành vi bán tiền giả của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 18 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người do Lê Thanh Khánh, sinh năm 1975, ngụ tại tỉnh Tiền Giang gây ra. Theo cáo trạng, 17 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2019, tại ấp An Thới, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, một chủ nhà tổ chức cho nhóm thợ hồ uống rượu, trong đó có Lê Thanh Khánh và ông Trương Văn Thơ, ngụ tại tỉnh Bến Tre.
Sau khi uống rượu xong, Khánh và một số người cùng ra quán nước ngồi, ông Thơ sang nhà bên cạnh tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 20 giờ, khi thấy ông Thơ say rượu, chủ nhà đã gọi Khánh đưa ông Thơ về nhà tập thể của Thợ Hồ để ngủ. Tuy nhiên, về đây, ông Thơ không ngủ mà nói chuyện lớn tiếng. Khánh kêu ông giữ im lặng cho những người khác ngủ. Lời qua tiếng lại, Khánh dọ kêu chủ thầu đuổi việc ông Thơ. Tức giận, ông Thơ xuống bếp lấy một con dao lên dọa chém Khánh. Lúc này Khánh lấy cây tầm vong dài hơn 1 mét đánh trúng vào đầu khiến ông Thơ ngã bất tỉnh. Ông Thơ được đưa đến trung tâm y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là chấn thương sọ não do lực tác động của vật cứng gây ra. Theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an Tây Ninh, nồng độ cồn trong mẫu máu ghi thu của Lê Thanh Khánh là 143,160mg trên 100ml máu. Nồng độ cồn trong mẫu máu ghi thu của ông Trương Văn Thơ là 252,414mg trên 100ml máu. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình của bị cáo Khánh đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khánh 15 năm tù giam. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong tuần, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt và an toàn. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ làm 3 người bị thương, điển hình như sau. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2019, trên đường nhựa thuộc ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển số 70K1-52721 do anh Lê Nguyễn Hoàng Khải điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Suối Dây về xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe mô tô biển số 70G1-36391 do anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 2000, ngụ ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành, huyện Tân Châu đang đi cùng chiều. Tiếp đó, cả hai xe tiếp tục va chạm với xe ô tô con biển số 70K1-07546 do ông Trần Bình Thạnh, sinh năm 1975, ngụ tại xã Trà Dông, huyện Tân Biên, điều khiển đang đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, Lê Nguyễn Hoàng Khải và Nguyễn Văn Vũ bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Lê Nguyễn Hoàng Khải tránh vượt xe khác không đảm bảo khoảng cách an toàn. Vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 13 tháng 10 năm 2019, trên tuyến quốc lộ 22 thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Bình Nguyên, sinh năm 2001, ngụ tại ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, điều khiển xe mô tô biển số 70L1-58069, lưu thông hướng từ Trảng Bàng đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến khu vực trên thì va chạm với xe ô tô tải biển số 29KT-10849 do anh Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1982, ngụ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm anh Nguyễn Bình Nguyên bị thương. Nguyên nhân do Nguyễn Trường Giang điều khiển xe chuyển hướng không nhường đường gây tai nạn giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 1.402 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu mà người tham gia giao thông thường vi phạm là uống rượu bia, điều khiển phương tiện 317 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô 123 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 143 trường hợp, chạy ngược chiều 100 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 82 trường hợp. Công tác xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.218 trường hợp, trong đó có 208 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 21 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, tạm giữ 14 xe ô tô, 551 xe mô tô. Về công tác tuyên truyền, trong tuần lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền các quy tắc giao thông đường bộ, nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đặc biệt là tuyên truyền mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Bản tin tổng hợp về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông tuần qua đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.